the children of Malaysia. Xin chào và chào mừng Philippines. A round of applause to the children delegation of the Philippines. Mabuhay. Xin chào và mừng Indonesia. Let's welcome the children delegation of Indonesia. Children from Singapore. Xin chào đoàn thiếu nhi Lào. A warm welcome to the children from Laos PDR. Và đây là đoàn thiếu nhi Việt Nam. And so the fifth year Việt Nam. Xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đã đến với gala nghệ thuật của Liên đoàn Thiếu nhi ASEAN. Ladies and gentlemen, distinguished guests and our young and beloved children, let us all welcome you to the ASEAN Children Festival Music Gala. Và kính thưa quý vị, chúng tôi hy vọng là qua tiết mục mở màn vừa rồi thì quý vị đã cảm nhận được phần nào không khí rộn ràng tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam. Những em nhỏ trong khuôn mặt dạng người với những bộ trang phục đến từ 7 quốc gia khác nhau, tất cả chúng tôi đang vui chung niềm vui với thiếu nhi trên toàn thế giới. Ladies and gentlemen, we hope that through our very opening performance of the night, you can share with us the feeling that we have now, of a very happy feeling that we have in the Studio 14 of the Vietnam television station. The young and happy faces of the children from 7 different countries in the region in their traditional costumes, and this will be an assurance for a festive night. Và kính thưa quý vị, Liên hoan thiếu nhi ASEAN lần đầu tiên được tổ chức là sáng kiến của Đài Truyền hình Việt Nam, thành viên hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương, và chúng tôi mong muốn rằng ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì trẻ em cũng được ưu tiên chăm sóc và yêu thương. The ASEAN Children Festival is organized for the very first time, and this is an idea of the Vietnam Television Station, member of the Asia Pacific Broadcasting Union. We hope that whenever and wherever in this world, the children will be loved and cared for. Và có mặt trong đêm gala ngày hội của chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu và các vị khách quý.